大家好，bây giờ cùng học tiếp bài 12. Đi sứ ở cửa. Tương với phần 6 bài 17 quyển 2. Bây giờ là từ văn hóa. Vấn hỏa. Vấn. Vấn. Hỏa. Hỏa. Vấn hỏa. Vấn hỏa. Văn hóa Trung Quốc. Trung Quốc văn hóa. Trung Quốc văn hóa. Hãy nghe và nhắc lại từ Việt Nam. Việt Nam. Việt. Việt. Nam. Nam. Việt Nam. Việt Nam. Văn hóa Việt Nam. Việt Nam văn hóa. Việt Nam văn hóa. Môn văn hóa Việt Nam. Việt Nam văn hóa cơ. Việt Nam văn hóa cơ. Môn văn hóa, tiết văn hóa. Văn hóa cửa. Văn hóa cửa. Có môn văn hóa không? Có tiết văn hóa không? Yǒu wěn huà kè ma? Yǒu wěn huà kè ma? Thể dục, hãy nghe và nhắc lại. Thể dục. Thể. Thể. Dục. Dục. Thể dục. Thể dục. Môn thể dục. Thể dục cơ. Thể dục cơ. Hôm nay không có môn thể dục. 今天没有体育课. Có môn thể dục hay không? 有没有体育课. Môn văn hóa và môn thể dục. Văn hóa cơ hợp thí dụ cơ. Văn hóa cơ hợp thí dụ cơ. Có môn văn hóa và môn thể dục không? Yǒu wěn huà kè hě tǐ yù kè ma? Yǒu wěn huà kè hě tǐ yù kè ma? Không có. Mấy yǒu. Bây giờ là từ dạy. Jiào. Jiào. Từ jiào khi đứng một mình với nghĩa là dạy. Đọc thanh 1, còn khi ghép với các từ khác, đọc thành thanh 4. Ai dạy các bạn? Sấy jiào nǐ mèn? Sấy jiào nǐ mèn? Anh trai mình dạy mình tiếng Trung. 我哥哥教我汉语. Cô giáo Lâm dạy các bạn cái gì? Lý lão sư giáo nǐ mèn shěn me? Lý lão sư giáo nǐ mèn shěn me? Hãy hỏi lại, có môn văn hóa và môn thể dục không? Yǒu wěn huà kè hě tǐ yù kè ma? Yǒu wěn huà kè hě tǐ yù kè ma? Không có. Mấy yǒu. Cô giáo Lâm dạy các bạn cái gì?
林老师教你们什么？林老师教你们什么？Cô ấy dạy bọn mình nghe và đọc hiểu. Tha giáo của mình thính lý và阅读. Tha giáo của mình thính lý và阅读. Ai dạy các bạn môn tổng hợp và môn khẩu ngữ? Sẽ giáo nì mình tổng hợp cơ và khẩu ngữ cơ? Sẽ giáo nì mình tổng hợp cơ và khẩu ngữ cơ? Thầy giáo Vương. Wang lão sư. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một bát canh trứng gà. Yǐ wǎn jī dàn tāng. Mua hoa quả. Mài suối của. Trả lại anh 34 tệ. Chào nín 34 khoải. Phòng làm việc của Ái Đức Hoa. Ai Đức Hoa đờ bản cung sử. Vị này là giáo sư Trương. Trời vệ sĩ Trang Giáo Sầu. Nhưng mà. Tà sử. Cái đỏ nhẹ hơn. Khung đờ bị chào chinh. Đồ dùng hàng ngày. Rư dụng phỉn. Tạm tạm, lằng nhàng. Má mà khu khu. Chiếc xe đó. Nê lẻng chưa. Bệnh viện. Y yuan. Nhỏ hơn, tương đối nhỏ. Bí chào xảo. Chúng ta đi. Giám mân dẫu. Thường hay mượn sách. Tráng chìa su. Rất đi xem. Khấn sáo khản. Chủ nhân nghỉ ngơi, chủ nhân nghỉ. Xin chi rì siêu xỉ. Đi siêu thị. Chủ trao sử. Có việc. Hiểu sở. Cùng đi hiệu sách. Y chỉ chủ sang tiền. Ngồi xe quá chật, đi xe quá chật. Dù xe thải chỉ. Lái xe đi cũng được, chỉ lái xe máy xe đạp. Chí xe chủ yể xính. Có mấy môn học? Yếu chỉ mấn cửa. Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ, môn nghe nói và môn đọc hiểu. Tổng hợp cơ, khẩu ngữ cơ, thính lý cơ và lịch đọc cơ. Môn văn hóa và môn thể dục. Văn hóa cơ và thể dục cơ. Dạy tiếng Trung. Giáo Hải Ngữ.